Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, thoái hóa khớp gối làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và lao động hàng ngày của người bệnh. Nếu không chữa trị sớm và đúng phương pháp, có thể gây biến chứng, thậm chí là tàn phế. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin hữu ích giúp quý vị phòng ngừa căn bệnh này. Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân gây thoái hóa khớp rất đa dạng, thường hay gặp nhất là lão hóa nhất là ở những người có tiền sử lao động chân tay nặng nhọc, mang vác nhiều, công nhân bốc vác, đứng lâu do nghề nghiệp, người nội trợ, công nhân đứng máy hoặc béo phì càng ngày càng tăng cân, đặc biệt là những người bị béo phì từ lúc còn trẻ, tăng dần theo tuổi tác cho đến khi có tuổi. Nhiều trường hợp thoái hóa khớp gối do chấn thương khớp gối, đứt dây chằng khớp gối, vỡ, nứt lồi cầu dưới xương đùi hoặc xương chảy, nứt, vỡ xương bánh trẻ. Bởi các nghề nghiệp khác nhau, thoái hóa khớp gối có thể do yếu tố thuận lợi của trục chi dưới bởi bất thường về giải phẫu hoặc lệch sang trái hoặc lệch sang phải hoặc do tổn thương ở khớp gối bởi các nguyên nhân do viêm nhiễm, nhiễm khuẩn, viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, thoái hóa khớp gối có thể bởi chấn thương xương đùi, xương chân, vỡ, dạn, nứt, gãy. Thoái hóa khớp gối tiến triển như thế nào? Thoái hóa khớp gối là tình trạng loạn dưỡng của khớp gối, trước hết biểu hiện bằng sự biến đổi ở bề mặt sụn khớp, sau đó là biến đổi ở bề mặt khớp, hình thành các gai xương, cuối cùng dẫn đến biến dạng khớp gối gọi là hư khớp, thoái hóa khớp, ảnh hưởng đến vận động. Ở giai đoạn đầu, khớp gối chưa hư ngay, do dịch trong bao khớp chưa bị ảnh hưởng nhiều, chưa hao hụt nhiều. Khi khớp gối bị thương tổn nhiều làm ảnh hưởng đến bao khớp, dịch khớp sẽ càng ngày càng kém đi cả về lượng và chất. Vì vậy làm cho độ ma sát giữa các đầu khớp sẽ tăng lên, trong khi lực tác động của trọng lực cơ thể vẫn không đổi hoặc tăng lên do tăng cân béo phì. Càng ngày, mà sụn khớp gối càng bị hao mòn, dần dần dẫn đến hẹp khe khớp, ảnh hưởng đến khả năng vận động của khớp gối, gây đau, vận động khó khăn. Một số trường hợp do mất sụn khớp hoàn toàn, cho nên sự tiếp xúc chỉ xảy ra giữa xương với xương nên rất đau, nhất là khi cử động, vận động cơ thể, thậm chí gây tàn phế rất khó đi lại. <laughs> dấu hiệu nhận biết đau ở khớp gối bị thoái hóa là dấu hiệu xuất hiện sớm nhất Đau quanh khớp gối hoặc chỉ đau một vài điểm quanh khớp gối, lúc đầu đau chỉ xuất hiện nhẹ, nhất là lúc đi lại nhiều hoặc lúc lên xuống cầu thang hoặc lên dốc. Đau thường xuất hiện vào ban đêm. Khớp gối có thể bị sưng lên do viêm hoặc do tràn dịch khớp. Nếu được chọc hút dịch ra, đau sẽ giảm nhưng có thể tái phát vài ngày sau đó. Càng về sau người bị thoái hóa khớp gối có thể bị cứng khớp, biểu hiện rõ nhất là lúc sáng sớm khi vừa ngủ dậy làm cho vận động khó khăn, đau khớp. Nếu xoa bóp co duỗi nhẹ nhàng, sau vài phút, hiện tượng cứng khớp sẽ giảm, đỡ đau hơn và đi lại bình thường, nhưng ngày hôm sau có thể lại xuất hiện giống y như ngày hôm trước. Những biến chứng, biến chứng hay gặp nhất thể hiện sớm nhất là cứng khớp, cứng khớp sẽ ngày một gia tăng làm hạn chế vận động, hạn chế gấp duỗi khớp gối, càng về sau có thể làm biến dạng khớp gối, chi dưới bên khớp gối thoái hóa bị cong vẹo vào trong hoặc ra ngoài, nếu thoái hóa cả hai khớp gối thì việc di chuyển cực kỳ khó khăn cho người bệnh, cứng khớp và biến dạng khớp càng ngày càng rõ rệt hơn, vì vậy đi lại khó khăn, thậm chí phải dùng nạng, xe đẩy hoặc ngồi xe lăn hoặc phải có người hỗ trợ mới đi lại được. Lời khuyên của thầy thuốc để phòng ngừa thoái hóa khớp gối cần phải kiểm soát cân nặng, chống béo phì bằng cách tập thể dục đều đặn, vừa sức, có một chế độ ăn khoa học, nên bổ sung canxi và các thực phẩm giàu canxi như thịt, tôm, cua bổ sung vitamin D, C, axit folic trong các loại rau. Dùng dầu có chứa axit béo không no, omega 3 trong sữa đậu nành, hạnh nhân, dầu ô lưu, tăng cường các loại trái cây như chanh, cam, đu đủ, bưởi. Tránh ăn mỡ, bơ, xúc xích, nước ngọt, kiêng uống rượu và hút thuốc lá. Chú ý khi làm việc và khiêng vác vật nặng, chỉnh tư thế cho thẳng, cúi, khom khi nâng vật gì không được nghiêng qua nghiêng lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến khớp gối, cột sống lưng. Tránh ngồi lâu, đứng lâu, nằm lâu. Khi làm việc hay lao động, tập luyện, nếu thấy đau ở khớp gối thì ngừng, thư giãn, không gắng sức, bảo vệ bất chắc khi đi ra đường và khi có biểu hiện đau, cần có sự trợ giúp của người thân hay tư vấn của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, làm gì khi bị chuột rút về đêm? Sẽ là những thông tin hữu ích mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.